Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngôi mộ Hiếu Tử ở Trường Xuân. Cuối đời Thanh, thời vua Quang Tự ở Trường Xuân có một vị gọi là Dương Mộng Tỉnh. Mẹ ông bị bệnh chết, an táng tại Trường Xuân. Ông đến chùa Thiên Sơn Danh, Vô Lượng Quán xuất gia học đạo. Mười mấy năm sau, ông ta kết am bên mộ mẹ thủ hiếu 3 năm, chỉ uống nước lạnh và ăn gạo sống. Ông ta mất năm 1934. Người dân làng đem ông chôn cùng với chỗ mộ mẹ ông và gọi là mộ Hiếu Tử. Suốt đời hòa thượng lấy hiếu làm đầu, nên không chỉ giảng qua một lần về Dương Mộng Tỉnh này để khuyến khích đệ tử lấy hiếu đạo làm căn bản trong bổn phận làm người. Hòa thượng kể, Dương Mộng Tỉnh là người sinh vào khoảng vua Quang Tự cuối đời nhà Thanh tại Trường Xuân, tỉnh Kiết Lâm. Ông vốn là người thích tu đạo vì cảm thấy đời người giống như một giấc mộng. Khi mẹ ông qua đời, ông trở về Trường Xuân thủ hiếu bên mộ mẹ. Trong thời gian thủ hiếu, ông không ăn đồ nấu chín, chỉ ăn gạo sống. Ông nắm một nắm gạo, đó cũng là thức ăn cho một ngày của ông. Tay nắm được bao nhiêu gạo thì ăn bấy nhiêu. Gạo này không phải do ông mua mà có người đem đến. Nếu không có ai đem đến cho thì ông không ăn. Nếu có nhiều người đem gạo đến, ai đem đến trước thì ông dùng nắm gạo của người ấy, chứ không ăn gạo của người đem đến sau. Đương thời, Tào Côn là doanh trưởng cũng thường đi thăm Dương Hiếu Tử. Người ta truyền rằng ông có đạo, lại có công phu ra sao, nên có rất nhiều người tranh giành nhau cúng dường. Có người cho tiền đồng hay tiền giấy, ông cũng để mặc. Tiền giấy bị gió thổi bay mất hay bị người trộm lấy tiền đồng, ông cũng không thêm chút phòng ngừa nào, khiến dẫn đến sự dòm ngó của bọn lưu manh, du đảng. Bọn chúng bảo nhau rằng, ông ta không thu cất các tiền lẻ, mặc ai muốn lấy thì lấy. Như vậy, chắc ông ta có rất nhiều tiền. Nếu không, sao lại để tiền dung dãy như thế? Do đó, ban đêm họ đến đánh cướp, thấy ông ngồi ở đó. Bọn cướp gian ác lấy dao uy hiếp, bắt ông đưa ra vàng bạc châu báu. Dương Mộng Tỉnh nói ông không có tiền, nhưng bọn cướp không tin, bèn lấy dao đâm cổ họng ông rồi mới bỏ chạy. Qua ngày hôm sau, cảnh sát đến, thấy ông ta thoi thóp gần chết không nói được. Lúc đó ở Trường Xuân rất náo nhiệt, vì có nhiều người từ các nước đến cư ngụ ở đó. Cảnh sát hỏi ông, người nước nào giết ông? Ông đều lắc đầu. Cảnh sát nói, không lẽ trời giết ông sao? Ông gật đầu. Cảnh sát nói, nếu trời hại ông, chúng tôi không thể nào kêu Thượng Đế bồi thường nhân mạng cho ông được. Thế là ông tắt thở. Lúc Nhật Bổn chiếm đóng Đông Bắc, thành lập đế quốc Ngụy Mãn Châu, đóng đô ở Trường Xuân, họ muốn kiến thiết một con đường lớn, mà mộ của Hiếu Tử lại ở nằm chắn ngay giữa đường. Những công nhân muốn dời mộ qua một bên, nhưng ai đào dẫy đến mộ đều té xỉu hay bị thương. Người Nhật Bổn không tin nên gài mìn, còn cho máy bay bỏ bom, nhưng bom cũng đều không nổ. Họ lại bảo vua tuyên thống hạ chiếu chỉ dời mộ, nhưng mộ Hiếu Tử vẫn sừng sững oai nghiêm bất động ở đó, không ai dời được. Cuối cùng, người ta nghe có tiếng nói trong mộ, Bồ Đoàn tĩnh tọa đã lâu năm, tu thân dưỡng tánh thủ chân nguyên. Cốt mẹ ta chưa đến lúc dời, mộ ta di động chỉ do trời. Cả Đông Bắc ai ai cũng biết mộ Hiếu Tử này rất linh thiêng. Có những người từ nơi xa xôi cũng đến đây thắp hương cầu nguyện. Bản thân tôi cũng đến viếng mộ Hiếu Tử và còn lưu lại một đêm ở cổ miếu Đạo Lão. Ghi chú: tháng 9 năm 1958, mộ Hiếu Tử ở Trường Xuân vì ngăn cản giao thông bị chính phủ Trường Xuân dỡ đi. Hài cốt của Dương Mộng Tỉnh và mẹ ông bị dời chôn chỗ khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, qua 50 năm sau, mộ Hiếu Tử tức Diên Công Mộ được tái kiến hoàn thành ở Trường Xuân.
问三摩地娑诃